Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Địa tiên. Thế nào, hưng phấn hay không? Xem làm các người kinh ngạc chưa kìa. Một người phàm nhân, đầu bếp nấu ăn, ăn cướp làm vương, làm sơn vương, cưỡng trâu cấy lúa. Đột nhiên lại trở thành địa tiên, không kinh ngạc mới lạ. À đây, chúng ta khó khăn lắm mới tu luyện được đến cảnh giới này, lại muốn một phát quay về địa tiên. Các huynh đệ cứ bình thản trước đã, sư tôn vẫn là đang lừa chúng ta đúng chứ? Tô sư tỷ, nếu sư tôn đã nói là cho chúng ta cơ duyên, vậy chắc chắn đó là cơ duyên. Ngay cả khi yêu cầu chúng ta hạ thấp tu vi, sư tôn chắc chắn là đang có dụng ý. Đúng đó, sư tôn còn lừa chúng ta sao chứ? Chúng tôi đa tạ sư tôn. Rất tốt. Hoán đổi thành công. Mọi người đều đã trở thành địa tiên. Mặc dù đã trở về thành địa tiên, nhưng cảm giác như là sức mạnh của ta lại tăng mà không giảm. Đúng, loại cảm giác này giống như là chấn áp lại tu vi ban đầu của chúng ta. Nhìn như đã yếu đi, nhưng bản chất đã thay đổi. Á đủ, ngươi là ai? Nếu như tu vi ban đầu của chúng ta là một đại dương, bây giờ như nén nó lại thành một cái ao nhỏ. Mà mỗi một giọt nước trong ao đều là loại bổ tinh hoa của tạp chất. Chiêu này của sư tôn không chỉ củng cố lại tu vi của chúng ta, tương đương với việc nghịch thiên kéo chúng ta vượt giới hạn. Tu vi địa tiên hiện tại chắc chắn đã có thể xử đẹp được nhật nguyệt tiên cảnh. Nếu như có một ngày loại trạng thái này xảy ra, lấy tu vi nâng lên đến cảnh giới ban đầu, vậy đúng là không thể nào tưởng tượng được. Chúng tôi đa tạ sư tôn. Khẳng định của phòng. Sau khi cho các đệ tử nâng lên địa tiên, Dịch Phong lại bắt đầu nâng những người khác lên. Nâng những người khác nhấc lên. Đầu tiên là Thanh Hoan Tướng, Lục Thanh Sơn và Lạc Lan Tuyết. Theo đó lại là một đội làm ruộng, đội gánh phân và đội trồng rau. Đã lâu bọn tôi chưa được xuất hiện rồi. Cuối cùng lại triệu tập những lão già trên đảo, Vinh Thịt Heo, Vương Lão Đầu cũng đều nâng lên một lượt. Ồ, đa tạ tiên sinh. Bận bịu hết mấy ngày, vô cùng hài lòng. Nghỉ ngơi chút là có thể quay về ám ảnh đảo rồi. Sư phụ, người lợi hại như vậy, tại sao người ta vẫn luôn không biết vậy chứ? Hơn nữa trước khi sư phụ viết sách kiếm tiền, tại sao còn dắt theo người ta đi ăn rau, nuốt cám vậy chứ hả? Chết rồi. Đó chẳng phải là do lúc trước ta cũng là một con gà yếu ớt hay sao? Nhưng mà phải nói sao với cô ấy đây? Cũng không thể nào nói ra hệ thống mở ra một đêm thành tiên chứ. Giống như một tên mới nổi thì mất mặt biết bao nhiêu. Đồ nhi hả? Ta lật bài rồi. Vi sư thật ra chính là cõi trần gian ẩn náu, là cao nhân tuyệt thế không mang thế sự. Tuyệt thế cao nhân mà, phải có tâm cảnh, phải có khuôn mẫu, phải tích lũy cuộc sống bình thường. Vậy nên ngươi mới không dựa vào tu vi để đạt được mục tiêu. Tại sao chứ? Ảnh hưởng đến tu vi. Thì ra là vậy, sư phụ cao minh. Dịch Phong dẫn theo 1.100 người hùng hùng hổ hổ mà quay về đảo ám ảnh của tiên giới. Một là muốn dẫn bọn họ đi xem thế giới bên ngoài, hai là thành nhân tiên rồi thì không thể nào lán lại lâu ở hạ giới, bắt buộc là phải vào tiên giới. Hơn nữa hắn cũng đã nghĩ,
Có những người này giúp đỡ, kế hoạch Nục Châu của hắn có thể sẽ sớm được hoàn thành. Chờ đến khi kế hoạch Nục Châu hoàn thành, đến lúc đó không chừng hệ thống còn sẽ thưởng thêm cho mình và cho mình vài bậc tu vi. Chấp sự có đến mấy người? Gánh phân cũng có rồi. Nếu là ta, đương nhiên sẽ làm vung tay trưởng quỹ. Tiên sinh, tại sao lại đột nhiên dẫn nhiều người đến vậy? 1.000 nhân tiền, 100 địa tiền, có tác dụng gì chứ? Cung ca, hình như họ muốn xuống biển à? Biển này các ngươi không xuống được. Biển này không phải là vùng nước bình thường. Lúc tiên giới thời thượng cổ là một vùng đất cấm kỵ bị nguyên rủa. Không những là sinh vật ở trên đảo bị ảnh hưởng, mà hắc hải này cũng giống như vậy. Chỉ nói đến những con cá sát ảnh thôi, e là thực lực của chân nguyên tiên cảnh đã bị gặm một phát, cũng bị tan thành mây khói. Các ngươi tốt nhất là đừng nên xuống biển, đến gần cũng không nên luôn. Ồ, nguy hiểm, mau rời khỏi những con cá đó. Xong xong rồi. Mấy con cá lại hung dữ thật. Đúng vậy nhỉ. Vậy ăn sashimi đi. Đợi đã, mặt nước có thứ gì đó xuất hiện. Là long xỉ xa, tiêu rồi. Ta đập. Đây 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 đây, bọn họ thật sự là nhân tiền. 8 tháng sau, đem những tên này đến đây quả đúng là một quyết định hoàn hảo. Trong 8 tháng này, đảo ám ảnh không những thành lập quy mô, nhận được khí vận từ tiên giang đại nục, Dịch Phong lại tích lũy đủ điểm khí vận thêm lần nữa, mở ra được truyền tống trận giữa đảo ám ảnh và tiên giới. Bây giờ nhiều người rồi, truyền tống trận này thế nào cũng phải lập ra cái quy tắc chứ nhỉ? Đăng ký ra vào và tần suất sử dụng gì gì đó. Truyền tống khẩu cũng phải phải một người canh gác, đặc biệt là đầu tiên giới bên, đặc biệt là đầu tiên giới bên kia à. Ai đi đây nhỉ? Truyền tống khẩu bên kia tiên giới giao cho ngươi vậy. Ta mong đợi vào ngươi. Yo, vâng. Những người mà tiên sinh dẫn đến, mình hoàn toàn không có cửa à. Lại đem nhiệm vụ lớn này giao cho mình. Thì ra tiên sinh lại xem trọng mình như vậy. Nhưng mà nếu nỡ như bị ta làm hỏng thì ta phải thêm 2 người đi phụ ngươi nhé. Lục Thanh Sơn và Ngô Vĩnh Hồng. Có chuyện gì cứ bảo họ giúp người. Đừng xem thường 2 người này. Làm việc không tệ đâu. Không dám không dám. Vậy tiên sinh, tôi còn có một khẩn cầu. Ồ, bên ngoài tiên giới, tôi có chút việc riêng cần phải xử lý. Đến lúc đó có thể cần đến 2 vị này giúp đỡ. Vẫn mong tiên sinh ân chuẩn. Ồ, chuyện nhỏ. Cô ấy có gì cần giúp đỡ thì cứ giúp nhé. Vâng, tiên sinh. Vãn bối, vẫn mong 2 vị lâng đỡ nhé. Tốt lắm, tốt lắm. Có chuyện gì thì cứ nói nhé. Tiên giới. Ngươi không ngờ chứ? Khương Chí ta lại trở về rồi. Lần này ta nhất định là sẽ lấy lại những gì đã mất. Bước thứ nhất, bắt buộc là phải nhân thủ.